Xin chào quý vị và các bạn. Lại một tuần nữa trôi qua và hôm nay mình cũng mới sưu tầm được một chiếc đồng hồ này của Đức, cũng không có cái tên nhưng chỉ thấy có ghi là nhãn hiệu Made in Germany. Thì mình giới thiệu sơ qua. Đây là tổng thể của một chiếc đồng hồ. Trông thì nó không to lắm, nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Và chiếc đồng hồ này nó sở hữu một cái gông vòng. Gông vòng này là gông gông bằng đồng. Chiếc này nó sở hữu gông gông bằng đồng, gông vòng. Để soi để cho các bạn xem thì cái gông này và cái bộ máy thì trông còn tương đối là mới. Nhìn hình thức thì trông nó cũng thanh, đơn giản, gọn nhẹ. Mình đo, có thể là đo kích thước để các bạn xem sơ qua về cái kích thước chiều cao tổng thể của này. Nó từ đầu đỉnh này xuống tới đây là nó là 60 cm, mà chiều ngang của này nó là 28-29 cm đó. Thì chiếc đồng hồ này thì nó có những cái đường nét vừa là mới, tức là cũng vừa tân vừa cổ. Về chi tiết chạm trổ, mình quay chi tiết để các bạn xem. Đó. Quay thế này thì là tổng thể. Lúc nãy là mình đo là chiều cao nó là 60 cm, mà chiều ngang nó 28-29, gần 30 cm, tính từ cạnh này tới cạnh này cũng như cạnh này tới cạnh này. Chỗ này nó có hơi chảy xước một tí do cái đồng hồ này thì nó không đánh nhiều nhạc, cũng như là mình cũng có một số phản ánh, cũng như là nghe những người chơi đồng hồ hoặc là như ở trên thành phố, có những người người ta lại không thích nghe nó đánh nhạc nhiều, không thích nghe 15 phút nó điểm nhạc một lần. Thì chiếc đồng hồ này mình giới thiệu để những người các bác cũng như là các bạn muốn chơi một sở hữu một cái đồng hồ nó chỉ 30 phút để điểm nhạc và đúng giờ thì nó điểm giờ. 30 phút thì nó chỉ đánh một tiếng thôi, thì có lẽ rằng là phù hợp với những người mà nó không thích ồn ào lắm, nhưng mà nó cũng có một cái nét gì đó cho trang điểm cho ngôi nhà, tô điểm cho ngôi nhà của các bác cũng như các bạn. Đây mình giới thiệu là nhạc nha. Giờ thành 8 tiếng và 30 phút. Đó. Thì mình giới thiệu với các bạn, các bác cũng như các bạn đam mê mà thích chơi sở hữu một chiếc đồng hồ vừa là điểm giờ, biết giờ, cũng như là tô điểm thêm cho cái ngôi nhà của bạn, các bác các bạn. Thì đây
Một chiếc đồng hồ nó cũng đơn giản gọn nhẹ và nó cũng không cồng kềnh mà nó không to quá. Đó. Thì các bác có yêu thích mua cái đồng hồ này thì cũng nên sưu tầm chơi. Rồi, chúc các bác cũng như các bạn và quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và mọi sự an lành, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.